Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện giải trí V-Radio. Sau đây mời các bạn nghe tiếp phần 10 của cuốn Sức mạnh của tĩnh tâm. Phần 10. Tìm lại cái tôi chân thực trong yên bình. Người xưa nói, nhân vô thập toàn. Chúng ta chẳng ai có thể khiến tất cả mọi người đều yêu quý mình. Cho dù bạn có tốt đến đâu đi nữa, thì vẫn sẽ có người không thích bạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không tốt. Trong cuộc sống, chúng ta khó lòng tránh khỏi những vấn đề như công việc vất vả, gia đình mâu thuẫn, bạn bè hiểu lầm, vân vân. Đó đều là những phần không thể thiếu của cuộc sống. Tuy rất mệt mỏi và rất khó chấp nhận, nhưng chúng ta cũng không thể vì thế mà tự cho rằng bản thân chỉ là đồ bỏ đi. Mỗi người đều là một cá thể tồn tại độc nhất vô nhị trên đời. Vì vậy, bạn không thể vì có một người chê bạn nhiều lời mà trở nên im lặng. Bạn hãy nhớ rằng, nếu đã có người ghét nhiều lời thì cũng sẽ có người ghét ít lời. Bạn không nên vì thấy có một số người không thích mình mà cảm thấy buồn phiền. Cũng không cần vì muốn lấy lòng tất cả mọi người mà tùy tiện thay đổi cá tính riêng của mình. Thay vì cố gắng chạy theo ý thích của mọi người một cách vô nghĩa thì chi bằng hãy tĩnh tâm lại, tìm lại cái tôi chân thực và kiên trì làm mọi việc tốt nhất trong khả năng của mình. Chỉ cần bạn tĩnh tâm đi trên con đường riêng của mình thì sẽ có thể tìm thấy niềm vui đích thực cho bản thân. Tĩnh tâm tức là tâm trí trong sáng. Có một chàng trai trẻ nọ tìm tới gặp Đức Phật, thỉnh cầu người giải tỏa nghi vấn trong lòng anh ta. Bình thường con có thể biện luận với người khác một cách trôi chảy, ngay cả trong lĩnh vực không phải sở trường của mình thì con vẫn có thể làm được điều đó. Hơn nữa, con nhận được sự tán đồng của người khác. Nhưng mỗi khi trong lòng có phiền não, con sẽ bị cảm xúc chi phối, thường xuyên nói những lời thiếu suy nghĩ. Vì chuyện đó mà con vô cùng khổ não. Vì sao con không thể luôn luôn có được trí tuệ sáng suốt ạ? Vì sao con không thể luôn giữ được bình tĩnh ạ? Đức Phật nhìn chàng trai trẻ bằng ánh mắt đầy trí tuệ, sau đó nói: Nếu cho con một chậu nước sạch, con có thể soi mình trong đó được không? Dĩ nhiên là được ạ. Vậy thì nếu cho các loại phẩm màu vào trong nước thì sao? Sau khi nhuộm màu thì dĩ nhiên là không thể rồi ạ. Vậy giả dụ chúng ta đặt một chậu nước lên bếp đun, đến khi nước sôi thì chúng ta có thể soi bóng trong đó được không? Đức Phật lại hỏi. Dĩ nhiên là không thể ạ. Nước đang sôi sùng sục, hơn nữa hơi nước bốc lên nghi ngút, dĩ nhiên không thể soi bóng được. Chàng trai trả lời sẵng giọng. Đến lúc ấy anh ta vẫn chưa hiểu được hàm ý sâu sắc của Đức Phật. Đức Phật không để tâm tới khẩu khí của chàng trai, chỉ hỏi tiếp. Vậy thì nếu là nước trong hồ, nhưng trong đó có rất nhiều rêu, sinh vật phù du, thì nước như thế có thể soi bóng được không? Như thế cũng không thể được ạ. Quá nhiều tạp chất, ngay cả mặt nước cũng không trong trẻo, thì làm sao có thể nhìn rõ được đường nét khuôn mặt khi soi bóng trên đó chứ ạ? Đức Phật liền dạy rằng, nếu những đạo lý này con đều hiểu, thì tại sao con lại không hiểu được vì sao khi buồn phiền thì không thể phát huy được tài trí? Trái tim của con người giống như mặt nước vậy. Khi nó bình tĩnh và không có tạp chất, tự nhiên sẽ có thể soi được đường nét của khuôn mặt. Cũng như vậy, khi cõi lòng của con trong sạch, thì những gì con nhìn thấy, phân tích sẽ đều rất đúng đắn. Vì thế, lúc ấy con biện luận cũng không có gì trở ngại. Nhưng khi trong lòng con có dục niệm,
phiền muộn thì sẽ giống như khi con cho phẩm màu vào nước, dĩ nhiên không thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu trong đó. Hoặc khi trong lòng con nhìn bề ngoài thì có vẻ tĩnh lặng, nhưng nếu căn nguyên của phiền não vẫn còn thì cũng giống như trong hồ vẫn còn lẫn đầy phù du, dĩ nhiên cũng không thể nhìn rõ được hình dáng của sự vật. Chàng trai nghe lời Đức Phật dạy chợt bừng tỉnh, bèn sám hối với Đức Phật về những dục niệm của mình. Bây giờ thì con đã hiểu, thì ra trái tim của con không tĩnh thì đó chính là lúc nó bị che khuất. Trước đây có nhiều lúc chính là tự con che mắt mình, thật là hồ đồ. Chàng trai, con hãy nhớ rằng chỉ khi tâm tĩnh như nước thì con mới có thể nhìn thấy rõ được bản thân, nhìn rõ thế giới, tâm hồn mới có thể được giải thoát. Tùy biến và cái tôi. Ngày xưa có một chàng trai trẻ, trước khi bố mẹ anh chưa qua đời, anh cùng bố mẹ sống trên núi. Vì thế không biết gì về cuộc sống bên ngoài, hơn nữa cũng không có sự giao lưu với ai khác. Sau khi bố mẹ mất, chàng trai quyết định xuống núi một phen. Sau khi xuống núi, chàng trai phát hiện thấy mọi người đều rất khác với mình. Họ đều ăn nói rất bỗ bã. Khi còn sống trên núi, anh không hề cảm thấy tính cách dịu dàng của mình có gì không thỏa đáng. Nhưng sau khi xuống núi, có người chế nhạo anh, nói anh là đồ đàn bà. Để thoát khỏi biệt danh này, anh cũng bắt đầu học cách nói năng thô lỗ, ăn uống nhồm nhoàm, áo quần xộc xệch lôi thôi. Càng ngày anh càng trở nên tùy tiện, có người còn chê anh thô lỗ, dã man. Thấy vậy anh lại phải cố gắng sửa đổi, kiềm chế hành vi của mình. Tóm lại, vì chạy theo những lời đánh giá của mọi người nên anh không ngừng cố gắng thay đổi bản thân, thậm chí ngay cả công việc cũng thường xuyên thay đổi. Nhưng kết quả là không những anh không nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người, mà trái lại, anh còn nhận được thêm càng nhiều lời góp ý. Một số lời góp ý thậm chí hoàn toàn trái ngược nhau. Điều đó khiến chàng trai vô cùng khổ não, khó xử. Hơn nữa, việc không ngừng cố gắng thay đổi bản thân này cũng khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Để tìm được lối thoát cho cuộc sống, giải tỏa nỗi khổ trong lòng, chàng trai quyết định nghe theo lời khuyên của một ông lão, đi tìm vị thiền sư để xin lời chỉ dạy. Vị thiền sư đón tiếp chàng trai đáng thương này một cách thân tình và hỏi: "Chuyện gì khiến con khổ não như vậy?" "Bạch thầy, xin người hãy giúp con xua đi nỗi khổ não trong lòng. Giờ lòng con đang rối bời, con không biết nên làm thế nào. Con đã nghe theo lời khuyên của mọi người, nhưng vẫn không thể khiến tất cả mọi người đều hài lòng. Trong lòng con lúc này đang chất chứa đầy mâu thuẫn, cuộc sống và nội tâm của con đều trở nên lộn xộn. Xin người hãy giúp con thoát khỏi nỗi khổ não này ạ." Thiền sư nghe chàng trai nói xong, không nói gì mà đưa anh tới một căn phòng nhỏ cũ kỹ ở hậu viện. Trong căn nhà ấy chỉ có một chiếc bàn. Trên bàn đặt một cốc nước, dường như đã rất lâu rồi không có ai tới đây. Trên bàn phủ đầy bụi. Sau khi vào phòng, thiền sư chỉ nhìn cốc nước và mỉm cười không nói. Chàng trai cũng hướng theo ánh mắt của thiền sư nhìn cốc nước. Hai người cứ ngồi nhìn cốc nước như vậy một lúc lâu, dường như chàng trai đã ngộ ra được điều gì. Lúc ấy vị thiền sư hỏi: "Cái cốc này đã được đặt trong phòng cả ngày trời, có vô số bụi bẩn rơi vào bên trong đó, nhưng nước vẫn trong như vậy. Con hãy nói xem là vì sao vậy?" Chàng trai nghĩ một lúc rồi xúc động nói: "Bạch thầy, con hiểu rồi ạ. Bởi vì bụi bẩn đều lắng xuống dưới đáy cốc nên nước mới trong như vậy." Thiền sư bèn dạy: "Trong cuộc sống, con sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều thứ khác nhau. Những thứ này cũng giống như bụi bẩn rơi vào trong cốc. Còn trái tim của con giống như cốc nước. Con cũng dao động, càng dao động càng làm cho nước vẩn đục. Nếu con có thể lắng đọng những thứ đó, khiến trái tim của con tĩnh lại, thì nước trong lòng con sẽ trong vắt như cốc nước này vậy."
Chàng trai trẻ chợt trở nên trầm ngâm. Vị thiền sư lại nói tiếp: "Vốn dĩ con có trí tuệ, chẳng qua là bị mê hoặc bởi những thứ giả tạo trong cuộc đời này mà thôi. Vốn dĩ con rất tốt, chỉ cần là chính mình là đủ rồi, hà tất phải chạy theo suy nghĩ của người khác để tinh thần dao động làm gì. Bây giờ hãy khép tai của con lại, lấy sự yên bình ban đầu của tâm hồn để lắng nghe tiếng lòng của con." Chàng trai im lặng, nghĩ ngợi rất lâu. Anh nhớ lại bản thân mình ngày xưa. Hồi ấy tính cách của anh ôn hòa, đối xử lễ độ với mọi người. Tuy có người chê cười anh là đồ đàn bà, nhưng cũng có rất nhiều người yêu quý anh. Ngược lại, sau khi cố gắng thay đổi để trở thành một người thô lỗ, thì số người yêu quý anh càng ngày càng ít đi. Hơn nữa, khi chưa thay đổi, anh cảm thấy cuộc sống của mình rất nhẹ nhàng, thanh thản và vui vẻ. Rất lâu sau, cuối cùng chàng trai thốt lên: "Con xin đa tạ thầy đã chỉ dạy ạ. Con nghĩ con đã biết mình sai ở đâu rồi." Tĩnh tâm lại, hãy giữ đúng cái tôi chân thực nhất, nỗi phiền muộn trong lòng con tự nhiên sẽ hóa giải. Sự cạnh tranh trong xã hội hiện đại ngày càng trở nên khốc liệt. Ai cũng đều hy vọng có được sự đồng tình của nhiều người. Vì thế chúng ta thường cố gắng sắp đặt mọi việc rồi sau đó diễn cho gia đình, bạn bè và cho cả những người ngoài xã hội cùng xem, nhưng lại quên đi mất chính bản thân chúng ta, đánh mất bản ngã. Đến khi diễn đã quen rồi thì cũng là lúc chúng ta quên mất cái tôi chân thực của mình. Thế là trái tim ta trở nên rối bời, phiền muộn, hoang mang, không thể tĩnh tâm lại được. Xuất hiện tình trạng trên, suy cho cùng là bởi vì thế giới tâm hồn của chúng ta thiếu mất đi sự tĩnh. Nội tâm yên tĩnh thì tâm trí mới có thể sáng suốt. Nội tâm yên tĩnh mới có thể giữ vững được cái tôi. Nội tâm yên tĩnh mới có thể nhìn rõ cũng như giữ được cái tôi một cách chân thực nhất. Khi nghe lời phê bình hay góp ý của người khác thì chúng ta không nên cuống lên lo lắng, mà trước tiên hãy kiểm tra lại xem có đúng là mình đã làm không tốt hay không. Sau đó dựa vào năng lực thực tế và suy nghĩ của bản thân để cố gắng làm lại một cách tốt nhất trong khả năng của mình. Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng nhiều khi những gì ta làm vẫn không được người khác đánh giá cao. Có những người vốn không có thiện cảm với chúng ta mà không cần lý do cụ thể. Vì vậy chúng ta cũng không cần vì họ mà buồn phiền và ép mình phải thay đổi. Chúng ta cần nhớ rằng sự ghét bỏ của người khác không đáng sợ, mà điều đáng sợ là cảm giác tự chán ghét mình. Người khác không thích mình không quan trọng, quan trọng là bạn đã cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình. Duy trì sự yên bình trong tâm hồn, dùng trái tim yên bình để làm nên cái tôi tốt nhất, yên lặng một chút, tận hưởng một chút, bạn sẽ phát hiện ra rằng thực ra mình vốn rất tốt. Để giữ được tâm hồn yên bình thì cách tốt nhất là hãy để mọi tạp niệm trong lòng lắng xuống, cư xử khiêm tốn. Chỉ cần kiên trì, nhất định bạn sẽ có được thế giới tâm hồn yên bình, giữ được cái tôi chân thực nhất.